Happy Saturday mọi người, xin chào mọi người, quay trở lại kênh của Thành Lê Dứa Xây. Chứ hôm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Hôm nay là ngày thứ 143 cuộc chiến bên Ukraine và gấu Nga. Nó đã tiến rất gần tới con số kỷ lục, phá cái kỷ lục của nó trên Guinness luôn. Đó là gần 40.000 quân Nga tử trận bên Ukraine sau 140 mấy ngày chiến đấu. Đây là một cái thông tin mà mình nói thật nha mọi người, mình nói thiệt. Đây là số liệu cập nhật đàng hoàng, không có hề bịa đặt gì ở đây hết. Dựa vào số liệu thống kê mà người ta có thể đếm được đó, dĩ nhiên là lính mà tử trận hay xa trường hay là vũ khí, xe tăng, xe thiết giáp, pháo, binh, tên lửa, trực thăng, máy bay, được mọi người nghĩ xem những cái đó là những cái vật chất. Mọi người nghĩ thôi, gấu Nga nó giấu đi đâu được, nó không giấu đi đâu được đó. Thí dụ mà lính Nga bị tiêu diệt ở cái khúc nào đó đi, hai cái đội quân Nga mà bị tiêu diệt đi, thì nó đâu có di chuyển được mấy cái xác lên địa điện. Đến khi mà lực lượng Ukraine ta tới, ta đếm hay là đâu cần phải tới nữa. Giờ là cái như là máy bay điều khiển nè, máy bay không người lái nè, ảnh vệ tinh nè, rồi chưa kể xe tăng, xe thiết giáp rồi nữa. Mọi người nghĩ xem biết bao nhiêu phương tiện để có thể xác minh cái số mà thiệt hại của quân đội Nga bên nước Ukraine. Thấy không? Thì tính tới bữa nay, ngày thứ 143 cuộc chiến là gấu Nga nó đã bị tiêu diệt có gần 40.000 quân, chính xác là 38.000 quân, 100 mấy chục quân thôi. Nhưng mà gì, con số này á là mỗi một ngày á là coi như là Nga nó chết 100-200 quân bên Ukraine, thì chắc chắn là trong tuần này hoặc là tuần sau Nga sẽ chết 40.000 quân, rồi sau đó lên 50.000 quân, vân vân vân. Tại vì cái cuộc chiến này cái căn bản là gì, nó còn kéo dài thêm biết bao nhiêu tháng ngày nữa. Nga Putin còn không biết khi nào nó kết thúc nữa, mà mọi người nghĩ xem nha, Nga nó bị thiệt hại á là 1670 chiếc xe tăng, xe tăng 1670 chiếc xe tăng, 77 chiếc xe tăng chứ, tức là nó còn nhiều hơn cái lực lượng xe tăng chính quy ở trong quân đội của nhiều nước trên thế giới nữa đó. Không, cái này á lại càng là coi như là xác minh á, tại vì mọi người xem xe tăng là gì, ví dụ nó bị bắn trái gụi, người ta có thể đếm được cầu cái xác chiếc xe tăng nó nằm hết đó. Mọi người nghĩ xem xe tăng nó di chuyển đi đâu bây giờ. 3870 mấy chiếc xe thiết giáp và phẫu pháo binh, rồi trực thăng, máy bay, rồi nói chung là đủ thứ hết. Cái idea mình muốn cho mọi người thấy ở đây là gì, là mỗi một ngày ở Ukraine cuộc chiến kéo dài chừng nào là gấu Nga nó bị thiệt hại rất là nặng chừng đó. Và cái quan trọng là đây chỉ là ngày thứ 143 của cuộc chiến. Thấy không? Thì dĩ nhiên á là những cái truyền thông mà thân Nga, đúng không, truyền thông thân Nga thì như mọi người đã biết rồi đó, kể như là gì, Nga là coi như thắng chỗ này, Nga thắng chỗ kia, Ukraine bị đánh bại chỗ này, Ukraine bị đánh bại chỗ kia, không, Nga tấn công chỗ này, Nga tấn công chỗ kia, Nga tấn công chỗ nọ. Nhưng mà thật ra là gì, cái thực chất là sao? Quay trở về cái bản đồ của mình đó, cô chú cho mình dẫn chuyện một chút. Mình dẫn chuyện thì nó hơi phức tạp vậy, nó không, mình dẫn tiện dẫn chuyện khá là dễ hiểu nhưng điều nó hơi dài dòng. Thì cái bản đồ này như mọi người đã biết, cái bản đồ tủ của mình thì nó kéo dài biết bao nhiêu tháng ngày qua rồi, đúng không? Nếu mà Nga nó đánh hay quá trời hay, nếu mà Nga nó tiêu diệt lực lượng Ukraine tựa lưa hết, nếu mà Nga nó phá hủy vũ khí của Mỹ và châu, nếu mà Nga nó tấn công dữ dội hết, nếu mà Nga nó muốn thắng kiểu nào thắng, vậy tại sao cuộc chiến vẫn là ngày thứ 143, ngày mai là ngày thứ 144, và sau này tháng sau là ngày thứ 170, hay rồi tiếp tục tháng sau nữa? Ủa gì vậy, có cuộc chừng nào Nga mới thắng? Nếu Nga đánh hay quá vậy, tại sao mà Nga cũng không biết khi nào Nga thắng luôn? Ủa cái gì mà ngộ vậy? Tại vì cái căn bản vấn đề là mọi người nghĩ xem, thấy không? Anh tổng thống Zelensky của Ukraine ta tuyên bố không nhường cho tôi Nga một tấc đất, tức là Ukraine từ từ người ta sẽ đánh vô thôi. Đó là cái chuyện chắc chắn à, tại vì người ta đâu có nhường đâu. Dĩ nhiên là gì, không đánh bây giờ là tương lai sẽ đánh, thấy không? Tại vì cuộc chiến này kéo dài hoài. Còn Nga, mọi người nhìn bản đồ nó không bung ra đâu được hết á. Ở dưới miền Nam này á thì tình hình hiện giờ là gì, quân đội Ukraine đã tiến triển khá là tốt, không có thể nói là coi như sát thềm Kherson, có thể gọi là bao dây luôn rồi, không. Trên đây á, thì có Nga không còn nguy hiểm ở trên đây nữa, dĩ nhiên nó còn nguy hiểm nhưng nó đã bị cầm chân một cách cố định ở đây rồi, nó hết cửa để mà nó tấn công rồi. Và dĩ nhiên á, cái vũ khí mà giúp là làm nên sự khác biệt là bữa nay Ukraine là có tin vui nữa, đó là Ukraine lại tiếp tục nhận thêm hệ thống vũ khí từ Mỹ với châu viện trợ qua. Chính xác là bữa nay hàng Mỹ tới. Wow. Trước khi mình đi sâu vào câu chuyện á thì mình hy vọng mọi người có thể bấm subscribe và share kênh của mình. Đúng không? Tại vì làm như vậy á là có thể giúp kênh mình nó dễ bùng nổ, tại vì cái thực số của cái gì là cái thực toán của YouTube á là mọi người càng bấm like chừng nào càng
tương cái gì nè, càng comment nhiều chừng nào, càng share nhiều chừng nào là nó mau bùng nổ chừng đó. Bởi vì hy vọng mọi người có thể giúp kênh mình bùng nổ ha. Và cái quan trọng đó là gì, cô chú anh chị nhớ để lại comment là ok, cô chú anh chị thích em Thành Lê nói cái gì, em Thành Lê nói chuyện gì. Mà sắp tới đây nè, bầu cử nè, đúng không, bầu cử nè, bầu cử là vài tháng nữa bầu cử, còn hiện giờ là gì, lạm phát nè, nền kinh tế thế giới nè, khủng hoảng Sri Lanka, Pakistan gì nè, khủng hoảng ở Mỹ nè ha, tình hình nhà cửa đi ốc rồi nè ha, tình hình dịch bệnh cụ nè, chủng mới rồi nè ha. Cái idea nãy giờ mình vừa khoe với mọi người là mình thật ra mình có thể nói với rất là nhiều chủ đề luôn á. Chỉ là mình không có thời gian để mà mình nói một ngày 10 cái video được. Nhưng mà cô chú anh chị nào mà thích mình nói về những chủ đề khác cứ để lại cái comment. Rồi khi đó mình sẽ tranh thủ để mình chờ gọi như là cùng nhau thời sự với mọi người. Thank you, thank you. Quay trở lại cái chủ đề. Thì hôm nay kể như là cơm gì nào, Bộ Quốc phòng của Ukraine đã xác minh là cái hệ thống thêm dài hệ thống, người ta không có ghi con số chi tiết nhưng mà người ta dùng cái từ là nhiều hệ thống M270 nè. Tức là cái này nó cũng giống như là cái HIMARS, tức là cái hệ thống tên lửa của Mỹ đang giúp Ukraine thay đổi thế trận ở bên miền đông Ukraine á. Thì cái hệ thống M270 tự hành này đó, nó cũng bắn tên lửa. Nó khác biệt cái gì, cái hệ thống này nó là đề cũ, nó không phải là đề mới giống như là HIMARS. Nó được phát nó được sử dụng vào trước trong khoảng thời gian mà từ năm 9 mấy cho tới thời bây giờ nó vẫn còn sử dụng, chỉ là sử dụng ít hơn thôi. Nhưng mà nó đề cũ hơn cái HIMARS này. Nó có thể cái hệ thống của nó có thể bắn một lần 12 cái tên lửa, hay không? Khác cái nữa là gì? Cái HIMARS này có thể bắn 6 cái tên lửa thông minh, tức là gì, 6 tên lửa tự dẫn đường, nó có thể bay chúng 6 mục tiêu khác nhau. Còn cái hệ thống M270 này á thì nó bắn theo quán tính, tức là gì, nó bắn xong á là cái tên lửa nó sẽ rơi theo quán tính đã được thiết lập trước, chứ nó không có tự hành, cái tên lửa nó không có tự động bay tới các mục tiêu khác nhau giống như cái hệ thống này được, tại vì căn bản là nó là thế hệ cũ hơn mà. Nhưng mà cái idea đây là gì, nó sẽ giúp Ukraine tăng cường quả lực đáng kể. Tại trước tiên là gì, cái hệ thống này cái tầm bắn nó xa hơn hệ thống của mấy người của Nga. Hệ thống mấy người của Nga mọi người cũng biết rồi đó, cái loại bắn diều gì vậy nè. Cái hệ thống của Nga tầm bắn của nó chỉ có 20 mấy cây số thôi, và nó khá là không chính xác, tại vì mọi người cũng biết vũ khí Nga rồi đó. Vũ khí Nga là coi như là nó bắn mà không biết đường mà đỡ luôn á. Ok không, mọi người cũng thấy Nga nó bắn đâu, trường học, bệnh viện, khu dân cư, khu thương mại, không săn đá banh, không rồi gì là công viên, thậm chí ngoài biển luôn á, có một số hình ảnh video ghi lại là tên lửa Nga nó rơi xuống biển. Dĩ nhiên cái mục tiêu của nó chắc không phải là biển đâu. Rồi chưa kể nữa, bởi mai mốt mình sẽ in hình ảnh video cho mọi người xem. Có một lần, chính xác là cách đây không lâu gì trước, chính xác là mấy ngày gì trước thôi, tên lửa Nga, mình xin lặp lại, tên lửa Nga nè, mọi người biết nó bắn ở đâu không, để bây giờ mình cho mình đi ngoài luôn một chút mình kể. Tên lửa Nga cách đây có chừng 4-5 ngày trước mình coi một cái đoạn video đó, tên lửa Nga nó bắn ở bên phía miền đông Ukraine á, trúng một cái trại heo, mình xin lặp lại, trại nuôi heo, làm chết mấy con heo đó. Vấn đề là gì, trại nuôi heo, mọi người nghĩ xem, nó không có liên quan gì tới cơ sở chính trị nào hay là cái cơ sở quân sự nào mà của Ukraine hết á, nó không có mang tính chiến lược gì đây hết á, nó là một cái trang trại nuôi heo. Mà cái tên lửa Nga nó cũng mò tới nữa là mọi người biết cái sự lợi hại của tên lửa Nga rồi đó. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà cô chú anh chị mà xem TV đồ này kia, mọi người thấy là vừa gấu Nga nó hay là coi như tấn công Ukraine ở chỗ này, tấn công chỗ kia, phải không? Hay là mà mọi người cũng thường hay nói là coi như là tội nghiệp người dân Ukraine quá, tại vì Nga nó tấn công chỗ này, tấn công chỗ kia. Nhưng mà cái quan trọng mà chúng ta hiểu sâu xa hơn là gì? Nga nó tấn công Ukraine á, nó không phải là tấn công cái kiểu mà thể hiện là cái quân đội nó mạnh. Mà Nga nó tấn công Ukraine nó kiểu là nó muốn khủng bố, mà nghĩ không? Nó muốn khủng bố người dân Ukraine. Tại vì sao? Mọi người nghĩ xem, Nga nó tấn công, nó cũng đồng ý, mình đồng ý là Nga nó tấn công đó. Nga tấn công đâu, khu dân cư, trường học, bệnh viện, trạm xá, khu thương mại, săn đá banh, chỗ công viên, bãi biển, trang trại nuôi heo.
hoàn toàn không có liên quan một tí xíu nào tới một các cơ sở quân sự, sở chỉ huy hay kho đạn của Ukraine hết. Vậy thì chừng nào nó mới thắng? Thôi nghĩ sao? Không, cái đó là nó hành động khủng bố chứ còn cái gì nữa. Không, cái đó là cái điều thứ nhất. Và cái điều quan trọng hơn nữa là gì? Trước tiên á, là không phải hiện giờ Nga Ukraine nhận được có bao nhiêu đây thôi, tại vì như mọi người đã thấy rồi đó, hồi từng rồi là mình đã chia sẻ Ukraine á, chính phủ Mỹ đã duyệt cho Ukraine từng đó là cách 420 triệu đô hay gì đó tiền vũ khí, thì chắc chắn là gì từng này nó tới. Nhưng mà cái quan trọng hơn là nữa là gì, trong từng này hoặc là từng sắp tới đây, chắc chắn là chính phủ Mỹ, mọi người cô chú anh chị nhớ xem tin tức báo chí rồi này kia, mọi người sẽ thấy là chính phủ Mỹ sẽ cho Ukraine thêm một mớ tiền nữa, thêm một mớ vũ khí nữa, tại vì cái đó là cái mọi người cũng biết rồi, Ukraine với Nga nó đang đánh với nhau không ha, cuộc chiến mới ngày thứ 143 hai bên đánh nhau, tức là gì tiêu hao rất là nhiều vũ khí, tại mỗi một ngày là coi như là bắn bao nhiêu cái tên lửa, bao nhiêu triệu viên đạn rồi vân vân, rồi bao nhiêu khẩu đại pháo, bao nhiêu ngàn cái loại pháo 155 ly, là coi như mỗi ngày everyday bây giờ nó cần rất là nhiều vũ khí liên tục vậy đó. Không, và nếu mà như vậy mà cũng chưa đủ cho mọi người thấy được tin vui về chiến sự Ukraine đó, đó thì hiện giờ chính phủ Mỹ á có cái như là ở Hạ viện vừa thông qua cái chương trình mà cấp 100 triệu đô la để đào tạo phi công Mỹ, ấy lộn, phi công Ukraine mà lái máy bay F1, F15 với F16 của Mỹ. Thì dĩ nhiên trong quân đội Ukraine hồi đó giờ họ chưa có được đào tạo lên sử dụng vũ khí của Mỹ cũng như là phương Tây, cho tới khi mà cuộc chiến ở Ukraine hiện giờ bị góc Nga xâm lược á, thì khi đó Ukraine đã dùng hết vũ khí mà thời thời Liên Xô mà còn sót lại bên Ukraine rồi. Chứ tại vì bản thân cái quân đội Ukraine mọi người cũng biết rồi, quân đội rất là nhỏ bé, quân đội chỉ có coi như là gì 1,5 tỷ đô la một năm tiền ngân sách quốc phòng thôi, rất là nhỏ bé, trang trí cũng trang bị cũng rất là ít, thành ra đó mà chủ yếu là vũ khí của Ukraine là từ còn sót lại từ thời Liên Xô á, và những nguyên cái hệ thống quân đội Ukraine nói chung á, là coi như được đào tạo để mà sử dụng vũ khí và máy bay của thời Liên Xô. Bởi vì mọi người thấy là MiG-29, Su-27 rồi nè, hay hệ thống phòng không là S-300 rồi nè, vân vân vân, không hay sử dụng hệ thống phương Tây. Dĩ nhiên cuộc chiến này nổ ra thì phương Tây mấy nước Mỹ cho viện trợ cho Ukraine mới đầu là gì? Là mấy cái loại súng chống tăng đồ này kia, Javelin hay Enlor đồ này kia, dễ thì mấy đó thì huấn luyện 1-2 ngày là dễ xong rồi đó. Rồi sau đó như như bây giờ thì lên mấy cái hệ thống HIMARS hay là gì nè, xe thiết giáp, xe pháo tự hành Krupp của Ba Lan hay là gì nè, Sisse của Pháp hay là gì nè, PCH 2000 của Đức, thì mấy cái loại đó nó huấn luyện hơi mất thời gian chút, nhưng mà vì căn bản nó cũng huấn luyện xong một mớ rồi. Còn cái này á, là nâng lên tầm cao mới nữa, phi công lái máy bay F-15, F-16, cái này á khả năng cao là gì? Không có dùng cho cuộc chiến ở bên Ukraine, tại vì mọi người xem trước tiên là hồi đó giờ Mỹ không có viện trợ cho Ukraine máy bay F-MiG-29 cũng như là máy bay Su-27, không? Cái này là hồi đó giờ cô chú anh chị không có nghe nói luôn, mặc dù Mỹ viện trợ cho Ukraine khá là nhiều vũ khí nhưng mà đặc biệt không có viện trợ máy bay nha mọi người. Thì nếu mà máy bay mà phía Ukraine ta yêu cầu là MiG-29 thôi mà cũng không viện trợ nữa thì không có lý do gì Mỹ là viện trợ cho Ukraine F-15 với F-16 hết. Chuyện đó nó rất là vô lý. Nhưng mà ở huấn luyện Ukraine là chi? Tại vì trước tiên đây á là khả năng cao là mở đường cho quân đội Ukraine sau khi cuộc chiến này kết thúc á, thì khi đó là quân đội Ukraine sẽ đa số là sử dụng vũ khí của Mỹ với NATO rồi, đúng không? Thì khi đó khả năng cao nữa là gì? Không quân Ukraine sẽ được sử dụng máy bay F-16, F-15 đồ của Mỹ. Thì nếu mà huấn luyện bây giờ tới đó mấy người đó cũng sẵn sàng là đỡ mất thời gian hơn. Tại mọi người cũng biết rồi, huấn luyện lái phi công lái máy bay chiến đấu mà tới mấy ngàn giờ đó, chứ không phải là chuyện một ngày bữa, thành ra là mình thấy chắc đó là một trong những cái gọi là cái kế sách lâu dài đó. Xong rồi, chứ nếu mà Mỹ chưa đủ á, thì cái bản đồ đâu rồi? Ok, thì Ba Lan nè ha, rồi coi như Hà Lan nè, Anh nè đang huấn luyện mấy chục ngàn quân Ukraine ở những nước đó. Huấn luyện là huấn luyện kia sao? Thì như mọi người cũng đã biết rồi đó. Nếu mà huấn luyện quân đội thì mà cô chú anh chị nào từng đi lính hay mọi người có con đi lính đồ là mọi người đâu biết rồi, là đưa mà tao huấn luyện là cách sử dụng súng, cách tác chiến đồ, cách băng bó vết thương, cách phản ứng, cách tác chiến đội hình đồ, vân 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 vân, cách sử dụng các loại vũ khí bộ binh đồ này kia vân vân. Thì
Tại vì cái cuộc chiến Ukraine đó, nó đang còn diễn ra. Thành ra là mấy cái thành phố Ukraine đó, không ít thì nhiều, lâu lâu nó cũng bị trúng quả tên lửa, hai quả tên lửa đồ này kia. Thành ra là vì huấn luyện trong quân Ukraine mà thì nó rất là nguy hiểm, nhiều khi đang huấn luyện mà trúng cái mìn, cái mìn hay cái tên lửa thì nó nguy hiểm lắm. Bởi vậy thì mấy nước xung quanh đó, Ba Lan, Hà Lan, Anh huấn luyện lính bớt dùm cho Ukraine. Đặng khi mà mấy người đó huấn luyện xong mà quay về Ukraine là có tay đưa ra họ ra chiến trường luôn. Và bên phía tây này nè, cái Lviv này nè, cũng như là cái miền phía tây của Ukraine nó cũng là nơi mà tổ chức có rất là nhiều cơ sở huấn luyện lính Ukraine nằm ở đây. Tại vì đây nó cách xa cái khu vực mà tấn công của mấy con Nga rồi. Hiếm khi nào mà cái tên lửa Nga nào mà nó lọt được qua bên khu vực này lắm, hiếm lắm. Thường là nó tập trung ở bên đây nè. Đó, mọi người thấy gần tiền tiếng. Dạ. Hiện giờ cái tin mới nhất nữa là gì, chính phủ Mỹ vừa thông qua cái gói mà ngân sách quốc phòng 840 tỷ đô la. 840 tỷ đô la là mọi người cũng biết nó kinh điển như thế nào rồi. Để cho mọi người dễ hình dung, 1 tỷ đô la nếu mà mọi người in ra tiền đó nha, in ra tiền mà giấy 100 đô á, cô chú anh chị, mà in ra tiền mà giấy 100 đô mà 1 tỷ đô la là nó có thể chắc đầy, mình xin lặp lại, chắc đầy 3 chiếc xe truck. 1 tỷ đô la mà in ra tờ 100 đô không đó nha, là chắc đầy 3 chiếc xe truck. Thì cô chú anh chị hãy hình dung là 840 tỷ đô mà nhân 3. Thôi mọi người, cô chú anh chị nào giỏi toán mọi người tự làm toán đi, tại vì mình không có tính nhẩm được kiểu đó. Là nó tới là coi như là 200 mấy chục chiếc xe truck mà chở tiền đầy đủ hết. Nói là mọi người biết nó kinh điển như thế nào ấy. Và dĩ nhiên đó, cái quan trọng nằm đây là gì? Cái quan trọng là gì? Chắc chắn là trong đó phải có vài chục tỷ đô cho Ukraine. Tại vì cái ngân sách quốc phòng của Mỹ thường đó, nó vào cỡ 780 tỷ cho tới 770 tỷ. Thì mấy chục tỷ mà lẻ tẻ còn lại là chắc chắn là gì? Phải được sử dụng ủng hộ Ukraine. Thì cái idea ở đây quay trở lại vấn đề là gì? Cái idea ở đây á, là như mình nói, cuộc chiến này mới bước qua ngày thứ 143 à, nó còn kéo dài lâu dữ lắm. Và dĩ nhiên là tụi Nga, như mọi người đã biết rồi đó, tụi Nga nó có tụi đầu gấu Nga nè, nó đã bị thiệt hại quá trời nặng rồi. Nó không có bao giờ mà nó rút quân khỏi cái khu vực này một cách dễ dàng hết á. Gấu Nga, mọi người, gấu Nga bây giờ giống như nó tử thủ ở trong cái khu vực này rồi. Tại vì cái người mà có thể quyết định giờ mà để mà rút quân hay không á là Putin. Mà Putin dĩ nhiên là không bao giờ. Tại vì sao? Putin là Nga hoàng, mọi người xem. Lính Nga đánh ở đây chứ Putin đâu có đánh đây đâu mà ổng nóng ruột, đúng không? Mọi người nghĩ xem. Cái quan trọng nữa gì? Nga nó đã tổn thất quá trời nặng rồi, dĩ nhiên là Nga nó bị chết rất là nhiều, thiệt hại rất là nhiều vũ khí, đúng không? Nội tăng với thiết giáp của Nga mà bị bắn trái bên Ukraine còn nhiều hơn là xe tăng thiết giáp của biết bao nhiêu quân đội các nước trên thế giới. Không, còn lính là coi như phá kỷ lục thế giới luôn. Không có nước nào trên thế giới mà trong vòng 5 tháng trời mà chết mấy chục ngàn quân hết, ngoại trừ mấy nước Nga thôi. Nhưng mà cái này á, là cái chuyện mà về con số thôi. Cái quan sâu xa hơn nữa là gì? Cái sâu xa hơn nữa là của Nga nè ha. Nó bị phong tỏa về kinh tế nè ha, nó bị bao vây cấm vận ha, nó bị thế giới tẩy chay nè ha. Về thương mại, ngân hàng, tài chính đồ, nói chung là đối với thế giới văn minh đó nha, thế giới văn minh phương Tây phát triển hay các nước phát triển nói chung, hay những nước mà có sức ảnh hưởng cho thế giới là Nga nó không có cửa để mà nó giao thương mại mua bán gì đây hết á. Nga nó giống như nó bị cách ly diễn khỏi trái đất vậy đó. Nga bây giờ nó chơi với ai? Nó phải chơi với những nước nào mà mấy nước nghèo mà thân nó, hoặc là nó qua đâu nó chơi với Cuba hay mà một số nước châu Phi hay là những nước Trung Đông nào mà chống Mỹ đó, để mà nó gọi là nó vớt vát đồng minh. Nhưng mà mọi người nghĩ xem, cái mấu chốt vấn đề là gì? Mấy cái nước đó nó nghèo, tức là nó bây giờ không có sức ảnh hưởng trên thế giới. Bản thân mấy nước đó còn không có ảnh hưởng được nước nó, lấy đầu tới thế giới. Thì Nga nó chơi với nước đó thì cũng ok, không? Nhưng mà gì? Trước tiên là Nga nó không thể khá lên được, tại vì đơn giản là không có nước nào trên thế giới mà không chơi được với Mỹ, châu hay mấy nước giàu mà khá được hết á. Muốn nước nào mới muốn giàu, cái điều đầu tiên là gì? Nó phải giao thương mại được với các nước phương Tây phát triển. Giờ chưa kể nó gì, Nga nó còn bị cấm vận nữa. Mà như mọi người cũng đã biết, kết cục mấy nước cấm vận người đó không có khá lên được, tại vì bản thân chắc cái điều cấm vận là tiêu diệt nền kinh tế nước đó. Không, dĩ nhiên bây giờ Nga nó, nền kinh tế Nga nó vẫn còn cầm cự được, nhưng mà cái vấn đề sâu xa là gì?
chúng ta phải lặp lại là Nga chỉ mới cấm vận, bị cấm vận có 4-5 tháng nay thôi, mà mấy nước bị cấm vận á thì thường là phải mấy chục năm mấy chục năm chứ không có chuyện mà vài tháng ở đây. Thì khi đó từ từ là Nga nó cũng bị ảnh hưởng nè, đúng không? Nó đâu cầm cự lâu được. Rồi á, cái quan trọng là gì? Càng để lâu chừng nào á thì mọi người nghĩ xem Nga nó bị tổn thất bao nhiêu đó, đánh đổi cả tương lai, đánh đổi cả sự nghiệp, chết bao nhiêu ngàn quân, coi như bị thiệt hại biết bao nhiêu vũ khí, nguyên cái quân đội Nga đem dục luôn, chỉ chiếm được bao nhiêu đất đây thôi, thấy không? Mà bây giờ còn bị Ukraine là coi như là đang đánh dưới đây để mà đòi lại từ từ cái phần này nữa, thì không bao giờ mà cái chuyện Nga nó rút dễ dàng hết á. Nga bây giờ là nó tử thủ đây, chỉ có nước là phải đánh vô cho tới khi nào mà tiêu diệt quân đội Nga đây, đánh cho tụi Nga nó không còn khả năng để mà nó chống trả đó, thì khi đó nó sẽ không đánh nữa, là coi như tiêu đó nó sẽ chịu coi như là rút quân ok, mà không phải rút quân nữa, mà khi đó nó không còn quân để mà nó tấn công nữa, nó không còn khả năng để mà nó chiếm đất cái Ukraine nữa, thì khi đó chiến tranh mai Nga sẽ kết thúc. Mà để được tới cái ngày đó, đó là nó còn rất là lâu sau nữa. Chính xác là hiện giờ cũng không ai biết là khi nào chiến tranh nó kết thúc hết đó. Thành ra cái quan trọng mà Mỹ người ta chuẩn bị là gì? Cái hay ho của nước Mỹ là gì? Chuẩn bị cho Ukraine một đống tiền, mấy chục tỷ đô tiền để cho năm sau. Tại vì mà cái 40 tỷ mà chúng ta nghe được có mấy tháng gì trước là nó dành cho năm nay. Tại vì từ năm bây giờ tới cuối năm còn mấy tháng nữa. Nhưng mà cái ngân sách quốc phòng của Mỹ mà mình vừa nói á, là ngân sách quốc phòng dành cho năm sau, tức là cái tiền trong mấy chục tỷ của, dành cho Ukraine á, nó cũng sẽ ôm theo cái phần đó để mà nó chuẩn bị cho những năm sau nữa. Mọi người thấy cái sự mà lo lắng mà là gì nè, tính toán lâu dài của chính phủ Mỹ nhà ta chưa? Đánh như Putin là phải chơi cái đó. Mà mấy chục tỷ à, thì mọi người cũng biết là vũ khí là bao la, mọi người tưởng tượng tiền đô mà, tiền đô mà mua vũ khí đó nghe, mà huống chi vũ khí cho Ukraine là không có tính tiền á, đúng không? Thành ra là gì? Cứ chơi tới đi. Bởi vậy anh Zelensky ảnh nói với anh Putin là cứ chơi tới đi. Thôi video nó dài, xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nha. Bye bye.